Xin chào các bạn khán giả của Thaybiz 24 giờ. Để nhằm tri ân các bạn đã ủng hộ kênh của bên mình, ủng hộ kênh Thaybiz 24 giờ trong suốt quãng thời gian vừa qua, nên là hôm qua bên mình cũng đã có tổ chức một cái event nho nhỏ có tên là Đoán ngay nhận quà liền tay nhân dịp Blackpink comeback ca khúc mới Ice Cream kết hợp với ngôi sao đình đám Selena Gomez. Cũng trong thời gian hôm qua đến hôm nay thì mình cũng đã có nhận được rất nhiều inbox của các bạn về fanpage của Thaybiz 24 giờ, hoặc là thậm chí các bạn còn comment trong video của chúng mình để hỏi về cách thức tham dự, cách thức được nhận quà của bên mình. Vậy thì video này mình sẽ phổ biến nội dung tham gia và cách thức để các bạn có thể nhận quà bên mình nhé. Nội dung là các bạn sẽ dự đoán số lượt xem sau 24 giờ đầu ra mắt MV của Blackpink và Selena Gomez. Phần thưởng bên mình sẽ dành cho 5 bạn nào trả lời đúng hoặc là sát nhất và nhanh nhất với đáp án mà bọn mình công bố. 5 bạn may mắn này sẽ nhận được một chiếc áo phông do chính team Thaybiz 24 giờ in ấn và thiết kế, đảm bảo độc lạ không trùng với bất cứ một nơi nào nha. Thời gian kết thúc dự đoán sẽ là 9 giờ 30 phút sáng ngày mai 29 tháng 8. Các bạn nhớ nhé, sau 9 giờ 30 phút ngày mai, bên mình sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ một câu trả lời nào cả nhé. Và thời gian bên mình công bố kết quả sẽ là 9 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 8. Thể lệ tham dự. Bước 1 là mỗi bạn sẽ dự đoán một con số tương ứng với số lượt xem sau 24 giờ đầu ra mắt MV Ice Cream ngay tại đường link dưới đây. Các bạn nhớ nhé, bên mình chỉ tiếp nhận câu trả lời trong đường link này để có thể nắm bắt được con số các bạn dự đoán cũng như là thời gian các bạn dự đoán một cách chính xác nhất nhé. Ngoài đường link này, bên mình sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ một câu trả lời ở mục nào cả. Ví dụ như là fanpage hay là YouTube đều không được tính. Bước 2 là các bạn sẽ phải like fanpage chính thức của Thaybiz 24 giờ trên Facebook để các bạn có thể nắm bắt được event mà bọn mình tổ chức hàng tuần cũng như là kết quả mà chúng mình sẽ công bố nhé. Đây sẽ là đường link fanpage của bọn mình. Bước 3 là các bạn sẽ phải share link kênh YouTube của Thaybiz 24 giờ và tag tên 3 người bạn trên Facebook cá nhân nhé. Share link YouTube trên trang cá nhân và tag tên 3 người bạn. Bước 4 cũng rất là quan trọng, các bạn sẽ bình chọn mẫu áo mà các bạn mong muốn nhận được khi thắng giải nhé. Lưu ý là do phần quà này bên mình tự in ấn và thiết kế nên là thời gian các bạn nhận được sẽ hơi lâu một chút. Bên mình sẽ thông báo về kết quả và thời gian trao quà công khai trên YouTube của Thaybiz 24 giờ và trên fanpage Facebook của Thaybiz 24 giờ nhé. Các bạn trúng thưởng, bên mình sẽ yêu cầu chụp lại đúng và đầy đủ các bước mà các bạn làm. Nên là lưu ý kết quả chúng mình sẽ được tính cho bạn nào làm đúng và đầy đủ các bước như mình vừa nêu trên nhé. Các bạn nhớ lưu ý để làm đầy đủ và nhận quà từ bên mình nhé. Và cuối cùng cũng rất mong các bạn thông cảm, đó chính là vì event lần này nhân dịp sự kiện là Blackpink comeback ca khúc mới nên là áo của bên mình sẽ về Blackpink thôi nhé. À, và những bạn nào mà không phải fan của Blackpink hoặc là không phải là fan của mình Blackpink thì các bạn cũng đừng lo lắng nhé. Bởi vì thời gian tới chúng mình sẽ có những cái event hàng tuần và sẽ có những cái mẫu áo của những nhóm nhạc mà các bạn thích nhé. Và đương nhiên rồi, nếu không phải là fan của Blackpink hay là không phải fan của mình Blackpink thì event lần này các bạn vẫn có thể tham gia và nhận quà bên mình nhé. Chúc các bạn may mắn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.